Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương chuyên ghép bản các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát và sự kiện. Hôm nay buổi sáng thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018, Hành Nguyễn rất là mừng và trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn và các em một sản phẩm quá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, đó là chiếc máy lưng tiếng Idol IP100. Thì chiếc máy lưng tiếng Idol IP100 không thể thiếu được trong một bộ hát karaoke cũng như nhạc, bởi nó cho một chất âm hết sức là trong sáng, chi tiết uy lực. Nó làm tiếng trống sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mềm hơn, ấm hơn, và tiếng trung thì ngọt ngào da diết, tiếng chiếc về lách tách nhẹ tan biến. Thì đó là chiếc máy Idol thương hiệu Việt Nam, thương hiệu của dân tộc Việt Nam, đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong thị trường quốc tế cũng như trong nước. Đó là chất âm của chiếc máy lưng tiếng Idol IP100. Từ cái việc mà nổi tiếng như vậy thì có rất nhiều các nhà sản xuất đã lấy ý tưởng từ chiếc máy lưng tiếng Idol IP100 Việt Nam để phát minh ra một số máy lưng tiếng khác. Như buổi sáng ngày nay, Hành Nguyễn trân trọng và giới thiệu cũng như là muốn đề cao cái tầm vóc của dân tộc Việt Nam cũng như sản phẩm Việt Nam, quảng bá hình ảnh trước những người đam mê âm thanh trong nước cũng như quốc tế về chiếc máy lưng tiếng thế hệ mới này. Đây là thế hệ phiên bản 2018. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội cũng như chiếc máy lưng tiếng nhái, máy lưng tiếng Idol Việt Nam. Thì Hành Nguyễn khẳng định là Hành Nguyễn nhập rất nhiều những chiếc máy lưng tiếng Idol IPLO Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 10 thì chiếc máy lưng tiếng Việt Nam sẽ có một số chuyển biến mới như sau. Thứ nhất là khắc phục toàn bộ những lỗi lầm trước đây, ví dụ chập đèn, rồi là lỗi nguồn, mất kênh, vân vân. Thì nhà xuất đã rất lắng nghe những người cung cấp âm thanh như Hành Nguyễn và đã quyết tâm khắc phục bằng được những lỗi đó và tránh để các bác mua phải những hàng mà không phải Idol chính hãng Việt Nam. Thì Idol Việt Nam đã đưa ra hai chiếc tem điền. Tem thứ nhất là màu vàng, màu vàng. Tem thứ hai là quét mã vạch QR, và thứ ba là gửi tin nhắn. Đây này, đây là những thông tin chính xác nhất của chiếc máy lưng tiếng Idol IP Việt Nam. Và một thông tin nữa được bảo mật, đó là mã quét vạch 893. Thì tất cả các thiết kế, nội dung giữ nguyên như trước, nhưng chỉ khác một cái là nhà sản xuất đã thêm một số những chiếc tem khẳng định hàng của Việt Nam, ai vi phạm sẽ bị xử lý. Thì đây trước là những chiếc máy lưng tiếng đã trở thành huyền thoại, không một máy nào có thể thay thế được máy lưng tiếng Việt Nam. Một lần anh khẳng định ngày nay Hành Nguyễn nhập rất nhiều với mục đích là để cung cấp cho tất cả các bác đam mê âm thanh yêu quý về các dòng máy lưng tiếng Idol Việt Nam, với giá tiếp tục trên tháng 10 là 1.500.000 đồng, không bao ship, không tặng anh rắc nhá. Máy lưng tiếng Idol IP Việt Nam chính hãng với giá 1.500.000 đồng, không tặng anh rắc, không bao ship. Bao nhu cầu hãy ủng hộ anh Nguyễn và ủng hộ sản phẩm người Việt, cũng như là để kích thích những bộ não, những con người Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, mang nhiều tiền bạc cho dân tộc. Một quốc gia mạnh, một dân tộc mạnh, trước tiên là những thành viên phải mạnh, từ đó sẽ xây dựng nên một dân tộc Việt Nam vững mạnh. Các bác nhu cầu về máy lưng tiếng này, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 10. Anh Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip sau. Đây chính là hiện diện máy lưng tiếng.